là 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 19 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12 âm lịch cực kỳ tốt lành với những con giáp này. Thứ nhất là tuổi Tý, thứ hai tuổi Tỵ, thứ ba tuổi Ngọ, thứ tư tuổi Thân, thứ năm tuổi Dậu và cuối cùng là tuổi Hợi. Trong hôm nay, những con giáp này sẽ có vận may bất ngờ, mua hàng được quà, ra đường gặp quý nhân, mọi dự định đang ấp ủ đều sẽ thành hiện thực trong ngày hôm nay. Đầu tư 1 thì lời 10, người trong mộng thì đột nhiên chủ động ngỏ lời, nói chung là các bạn sẽ may mắn hết phần thiên hạ. Vì vậy đừng để ngày hôm nay trôi qua một cách vô nghĩa mà hãy tận dụng nó để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, dự định mà các bạn đã ấp ủ từ lâu. Tuổi Tý, xem tử vi ngày 19 tháng 12 âm lịch, hôm nay tuổi Tý có chính tài trợ mệnh nên làm gì cũng chắc chắn, cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại thì con giáp này lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên được sếp cất nhắc tăng lương là điều dĩ nhiên. Được tam hợp nâng đỡ nên Tý ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Con giáp này đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều. Trên phương diện tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể nhờ có tam hợp nâng đỡ. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã giao, làm thân với khách hàng, đối tác triển vọng. Hợp đồng được ký kết trong khoảng thời gian này ắt sẽ đem lại cho bạn một nguồn thu dư giả. Đế vượng cũng thúc đẩy bản tính kiên cường, hiếu thắng, giúp bạn không ngại ngần khi đứng trước các cơ hội làm giàu. Để đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Tuổi Tỵ. Tử vi dự báo mệnh có thiên ấn nên người tuổi Tỵ có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý cấp cao. Trọng trách của các bạn khá lớn nên ngày nào trong tuần cũng là ngày vất vả, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhé. Vận trình tình cảm nhiều hỏa sinh thổ nên gia đạo được yên ấm, bạn không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó có những cặp đã kết hôn thì sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới. Tuổi Tỵ làm ăn kiếm tiền cũng khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần lộc lá nhờ cách sống của bạn mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Công việc của người tuổi Ngọ gặp chính ấn nên những bạn sắp thi cử, đang làm chức lớn sẽ may mắn hơn người khác. Bạn là con người nhân từ, hiền hậu nhưng muốn thành công, cần phải có thêm ý chí. Nhờ cục diện ngũ hành hỏa sinh thổ nên tuổi Ngọ rất tỉnh táo trong các mối quan hệ, không ai có thể qua mặt được bạn. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để bạn có thể tăng cường các mối quan hệ làm ăn, bạn bè để đôi bên cùng có lợi. Về điều kiện tài chính, một số tin vui đang đến với bạn như là trả nợ, mua xe mới hoặc làm nhà. Chắc chắn nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ, hào hứng với những thành quả nhận được trong ngày mới này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Được tam hợp trợ vận nên tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp, số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Đường tình cảm nhờ thổ sinh kim nên tuổi này dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Bạn biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý. Tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị. Được thực thần nâng đỡ nên tuổi Thân có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi này càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả, giảm cân, kẻo mất lộc. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Thân lại không được tốt như mong muốn. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến mức quên cả việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Dù công việc có vất vả, bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng không nên bắt cơ thể của mình làm việc quá sức. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi ngay cho đến khi cơ thể, đầu óc tỉnh táo trở lại. Bởi làm việc khi mệt mỏi không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến bạn dễ phạm phải nhiều sai lầm hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc,
chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, nhị hợp mang lại nhiều cơ hội để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Nhiều quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách. Bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ, được cấp trên coi trọng, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng và đầy tính thách thức. Đây cũng chính là thời điểm bạn cần cố gắng hết sức mình để bứt phá vươn lên. Vận tình cảm tốt đẹp hơn nhờ nhị hợp soi sáng, mối quan hệ vợ chồng thăng hoa nhờ biết cách cảm thông cho nhau. Bạn sống có đức, biết cân bằng nội ngoại hai bên nên rất được lòng người lớn tuổi. Ngày này tuổi Dậu có được vận tài lộc ổn định nhờ thổ sinh kim, mặc dù sẽ có khoản chi bất thường như đám cưới, ma chay, tân gia, nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều tới vận trình của bạn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi ngày này có thiên tài chiếu vận nên dễ gặp may mắn bất ngờ, nghề tay trái thuận lợi, kinh doanh hồng phát. Tuy nhiên bạn dễ sa đà vào thói hư tật xấu, không nên nghe theo lời người ngoài dụ dỗ, kẻo sự nghiệp bết bát. Vì thổ khắc thủy nên con giáp này nên tránh những loại cảm xúc tiêu cực hoặc chìm trong những lời ngợi khen mà không suy xét. Có những người bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong lại đang ngấm ngầm chơi xấu tuổi Hợi. Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân và quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác, làm ăn triển vọng. Phương diện tình duyên, bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi thế giới riêng của bản thân và sẵn sàng mở rộng tấm lòng để đón tiếp nhiều người đến với mình. Còn những ai độc thân, chú ý hơn đến việc trưng diện, làm dáng. Bạn nhận ra nhiều vẻ đẹp ngoại hình và tiềm ẩn của bản thân, vì thế bạn luôn cảm thấy tự tin khi xuất hiện trước mắt mọi người. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Lâm Mộc, ngày Mộc thuộc Mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ Mộc. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất, kỵ tuổi Nhâm Tuất và Bính Tuất. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.